Anh là quê đâu lên vậy anh? Hả? Anh là quê tỉnh nào lên á? Quê Hậu Giang. Bán xe là 200 năm lên. Quê bán. Anh có biết lột mà chữ hay quá anh. Anh quá anh. À, đó lột luôn hay quá. Thật. Này có đặt cho người ta bán nữa mà. Đó. Oh. Anh chơi coi con dao anh có gì mà nó lại là dao này mình in Thái Lan nhưng mà cái này nó không có kiểu. Cái hàng đó hàng tốt. Này chắc Việt Nam làm quá. Dễ em hàng. Dễ à. Nam hàng nhưng mà cái bán chạy vòng 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 nhất à. À sáng ngày nào không có đường đi vòng hết trơn á. Tại đường Cô Giang tới trường học tụ điểm là giống như học ở Lý Vinh á. Trời ơi. Nói cho tao biết tao lại. Có nhiều lắm. Nó tự thiết kế ra rồi nó vô lại. Không có nhiều lắm. Người ta kêu gọt cái này là gọt cái gì vậy anh? Thơm thôi, nó chỉ gọt thơm. Cái mắt hay là gọt mắt đó, cái thì mắt thơm đó, đó, cái mắt thơm. Nè, lấy mắt hả? À. Đi một đường luôn, con thấy không? Đó, đưa lên ngay lên, chụp vô luôn á. Đó, đi một đường luôn. Giao kia phải cứu ông, cứ đợi giao cho khỏi. Thơm lên đây. Thơm thôi. Như cả cao luôn, 5.000 sổ luôn, bữa nay lên báo rồi sổ luôn. Được giá. Đã được lên sổ rồi, sớm rồi. Ở đây có đưa rồi đây. Rồi, 5.000 luôn. Cái gọt chưa tới... Gọt khỏi lấy khách nha, thì gọt không khỏi lấy khách. Chưa tới 1 phút luôn anh à, trái. Không hút đâu, nhanh lắm. Nói như người ta gọt 10 trái, cái này mình gọt thành 50 trái. Đưa lên báo nha. Cấp bí quyết hả? Cho em lên báo luôn. Đó. Bị mất tiếng mà.